Rồi, kênh Mai Vàng Hùng Anh xin chào các bạn nha. Hôm nay buổi chiều ngày 14 tháng 7 âm lịch rồi anh em. Thì em cũng lên cái cà clip này để chia sẻ cho những anh em mới tập chơi mai á. Tại vì cũng mấy ngày nay có nhiều anh em điện em hỏi là bây giờ vào cái tháng 7 này rồi, cây mai của em nó còn đang thiếu chi thiếu tàn. Thì bây giờ mình áp dụng làm sao cho nó đủ chi đủ tàn để mà đây tới tháng 9 làm nụ kịp không. Thì hôm nay em cũng lên cà clip này để chia sẻ cho những anh em mới tập chơi, sẵn trả lời nhiều câu hỏi của những anh em mà hỏi em ha. Thì em nói với anh em nghe vậy, năm rồi em có lên cái cà clip này để chia sẻ với mấy anh em. Bữa hổm em lên cái cà clip để chia sẻ, cây mai của em nó đã kín tàn rồi. Thì em xài phân 3 số 17 cộng 10 60 10 để cho nó làm nụ, em không muốn đi tàn nữa, đi tược nữa. Nên em hay sử dụng phân như vậy. Còn những cây mai nào lúc này nó còn yếu tàn thì anh em lúc này thì cũng phải vô phân để làm nụ. Làm nụ là kiểu làm sao? 3 số 17 cộng với dưỡng rễ và tưới gốc. Còn ở trên lá thì anh em tưới phân cho phun thuốc ngừa nấm, ngừa bọ chỉ cho em và cộng với thằng gốt 2. Anh em biết em kêu anh em phê những cây mai của anh em thiếu tàn cộng gốt 2 làm chi không? Thằng gốt 2 á, trách nhiệm nó hỗ trợ cho cây mai mình đi thêm cơ đọt nữa. Nó đi tược rất hay và nó làm cho cái lá của mình rất tròn trịa và nó xanh đậm, nó xanh tốt. Nên em phiên anh em những cây mai nào lúc này anh em còn thiếu tàn thì ở dưới gốc vẫn tưới 3 số 17 cộng với dưỡng rễ. Và trên lá anh em phun ngừa nấm bỏ chỉ cộng với gốt 2 cho em đặng cho đây tới tháng 9 nó đi thêm 2 cơ đọt nữa. Thì em cũng nói với anh em vậy, anh em mới tập chơi anh em không hiểu, đây tới tháng 9 cái cơ đọt đây tới tháng 9 nó đi thêm 1 cơ nữa là 2 cơ á, 2 cơ đọt nữa thì cây mai của anh em đã kín tàn rồi, làm nụ vẫn là kịp. Nhưng mà tại sao lúc này anh em kêu xài 3 số 17 và 10 60 10? Tại vì những cái mai kín tàn á thì làm nụ bây giờ á thì nữa tới Tết á cái nụ nó chắc và nó nở một nụ á, có thể nó nở được 7 bông. Còn anh em á thưa tàn thì anh em đi thêm 1-2 cơ đọt nữa tới tháng 9 vẫn làm nụ kịp. Nhưng anh em phải tốn tiền thêm tiền phân, tiền thuốc lại như vậy. Những cây mai nào như vậy yếu tàn thì anh em một tuần lễ anh em nên tưới phân một lần cho em và phun ngừa nấm và bọ chỉ và gốt 2 một lần để cho nó mau ra tược nhiều. Nó mau có phân nhiều thì nó mau đi tược nhiều và nó mau kín tàn nhiều. Còn như em tưới thưa những cây mai nào kín tàn thì nửa tháng anh tưới một lần, 10 ngày tưới một lần. Nó thưa phân hơn anh em thì nó chậm, càng đi phân cây mai em anh em càng đi phân thì nó càng đi tược nhiều. Còn anh em bớt đi phân thì nó bớt đi tược nhiều, nó tập trung cái nụ là nó cái chỗ đó. Bởi anh em phiên anh em mới tập chơi cũng phải hiểu và biết. Và em chia sẻ đây là cái kinh nghiệm thật lòng của em. Năm ngoái em có lên cái kênh clip này rồi. Những cái mai nào lúc này tới tháng 9 còn thiếu tàn vẫn phun gót 2 trên lá, ngừa nấm, ngừa bọ chỉ và ở dưới gốc thì dẫn tới 3 số 17 rằng nó đi tới đâu. Tại sao kêu anh em xài 3 số 17, tại sao không xài 30-10? Tại vì 3 số 17 nó đi tới đâu thì nó sẽ ôm mầm kim tới đó luôn. Tại cái mai mình thiếu chi thiếu tàn mà. Nó thì em cũng chia sẻ cái kinh nghiệm của em để cho anh em. Còn những cái mai nào đủ tàn thì lúc này mình phải đi 3 số 17 cộng 10 60 10 để cho nó như vậy nè. Cái tàn như vậy nó đã chà bá rồi, nó đầy đủ rồi. Cần gì thêm tàn nữa thì mình cho nó đứng. Tại sao đi 10 60 10 anh em phải hiểu thêm cái phân 10 60 10 nè. 10 60 10 nó là phân làm nụ rất ok. Em tại sao em không kêu anh em xài phân DB? Tại vì DB nó 18 46 0 nó còn đi thêm tược. Giả tí 10 nụ nó chỉ làm nụ có 7 nụ à, còn ba cái nụ kia nó đi tược, còn 10 60 10 này là nó vô nụ luôn. Nên dưới em khuyến cáo anh em mới tập chơi mai, nếu anh em nào có theo dõi cái kênh của em nói thiệt, em không bao giờ xài phân DB và N3M. Tại vì thằng DB nó làm nụ cây mai rất ok anh em. Nhưng mà sau này anh em mà nếu mà nghĩ xài phân DB cho cây mai của anh em, nó cái nụ nó không bao nhiêu cái nụ bông hết. Nên giờ già cái phân DB nó đẩy cây mai mình ra làm nụ dữ trời lắm.
Nhưng mà sau này nó si rồi, anh em cứu lợi rất cực khổ. Nên em phiên anh em nào nếu mà có theo dõi kênh của em và làm theo cách của em, đừng nên xài phân DAP. Em nói thật lòng, DAP tuyệt đối em không xài miếng nào. Tại em từng gặp nhiều cái tình trạng của phân DAP làm nụ, nó rất ra nụ rồi, mà sau này anh em không xài DAP nữa, làm nụ nó không có bao nhiêu bông. Mà nếu mà nó si, anh em cứu lợi, nó cực khổ lắm. Bởi phiên anh em đừng nên xài DAP mà xài 10-60, 10-20, 50-10 cũng làm nụ rồi, 10-55-10 vẫn làm nụ, nhưng mà nó có thêm cái kali. Cái đó là cái lỗi làm nụ chắc cú 100% đó anh em. Thì anh phiên anh em vậy đó. Không phải là nhiều anh em nè, nói nhiều khi anh em buồn, anh em nhà vườn nhiều khi người ta xài DAP, ta xài DAP, ta quen rồi, cây mai nó có ra, Tết nó ra rất là nhiều nụ. Nhưng mà sau này nó si rồi, anh em cứu lại nó cực khổ lắm. Có thể nó chết đến cây mai. Còn nha, anh em thấy em xài không? Cái lá mai em lúc nào cũng xanh đậm đoàn hoàng. Dưới cái điều thứ nhất, cái điều thứ hai, em cũng khuyên anh em nè, anh em nào có mua cái gói thuốc Alphacon của em rồi, của công ty Dubai Hoa Kỳ á, thì mình phun trên lá, mình phun anh em lâu lâu anh em tưới gốc cho nó một lần để nó diệt nấm trong cái chất trồng và nó giữ cho cái lá của mình lúc nào cũng xanh tốt hoài. Cái này là một tháng em phun trên lá, một tháng em tưới gốc một lần đó, là cái thằng Alphacon đó. Một tháng anh em tưới gốc một lần đi rồi anh em sẽ thấy cây mai của anh em lúc nào nó cũng xanh tươi hoài. Tại vì cây mai của mình nó suy yếu là do cái bộ rễ mà anh em tưới cái Alphacon này, nó đã hỗ trợ cái bộ rễ cho cây mai mình đi tược mới rồi. Một tháng thì anh em hỗ trợ cho nó một lần đi. Gọi trên đây vài bữa nè, em sẽ phun cái vi lượng của Nga nó cho anh em xem. Cái lá nó bóng luôn anh em thấy sẽ biết. Rồi hôm nay cũng chia sẻ thêm một cái nữa. Cái phân mà phục hồi mai si của em phối á, không phải là cái gì. Em thấy nhiều anh em á, chăm sóc giờ cực khổ mà không hiểu biết về để cho cây mai mình nó đầy đủ chất nguyên tố á. Nên em mới phối cái bộ mà phục hồi mai si, trong đó nó có hữu cơ, có humic và có chống úng rễ, ngạt rễ, bảo vệ lông tơ, rễ tơ của cây mai, và nó chống thối đầu rễ, chống bệnh tiến trùng rễ và nó giải độc hữu cơ. Cái bộ này em phối á, để sau này cho những anh em á, mới tập chơi á, chỉ xài phân NPK đầu năm xài 30-10-10 và cộng với cái bộ đó là thôi là ok, không cần cộng gì nữa. Có thương cây mai thì cộng thêm cái thằng đa trung vi lượng thôi, nữa là nó đầy đủ chất rồi. Nên em phối á, là cũng chủ yếu là có anh em không hiểu cái ý của em, là em phối để sau này cho những anh em mới tập chơi mai á, nó mắc tiền thật nhưng mà anh em đỡ tốn mua nhiều loại, chỉ xài cái loại đó với phân NPK 30-10-10 đầu năm, rồi giữa năm anh xài 3-6-17 cộng 10-60-10 để hỗ trợ cho cái nụ, và cuối năm anh em xài 15-20 là cộng chung với đó là ok, không cần cái gì nữa. Tại vì trong đó em phối có hữu cơ luôn, có humic luôn, cây mai của anh em lúc nào cũng xanh tốt rồi. Bởi nhiều khi anh em không hiểu, nói là em phối cái loại phân đó nó mắc, nó rẻ, không có đâu. Em phối là anh em chấp nhận chơi cây mai, đừng có nghĩ tới cái mắc cái rẻ. Tại em hàng này hàng nhập khẩu từ nước ngoài về, chứ không phải trong Việt Nam mình sản xuất anh em. Em nói thật lòng, hàng em là bên phân phối cho em là tuyên bố là cái hàng này nhập khẩu từ nước ngoài về. Bởi nhiều khi em đặt, người ta hẹn nó hết hàng rồi, chờ 3-4 ngày mình hàng về bên nước ngoài về người ta mới giao cho em. Nó bởi nói cho anh em hiểu và biết. Và bữa nay em đã nhập được cái gói thuốc Alphacon 100 mg, nên cái giá nó rẻ hơn nha. Cũng tuyên bố với anh em là 50.000 một gói chứ không còn 70.000 một gói 100 mg nữa. Tại vì em nhập chỗ nào nó của công ty nó đưa ra thì nó rẻ hơn, hơn là em mua lại của người ta thì nó rẻ hơn, thì nó em chia lại cho anh em rẻ hơn. Theo vì bữa hổm em nói là 70.000 một gói, thì bữa nay cái gói Alphacon 100 mg nó 50.000 ha. Và còn cái gói mà 100 mg của Alphacon, 1 kg của Alphacon thì bữa nay nó còn 300.000 nha, rẻ hơn 60.000. Tại ngày trước em mua qua trung gian, còn bây giờ em mua nó là rẻ hơn
60.000 nó còn 300.000 một gói, thì anh em nào có nhu cầu thì alo em. Còn như cái hàng cơm cát em mua ngay cái chỗ người ta bỏ sỉ cho em, hồi trước là bán anh em 280 đúng không, thì bữa nay còn 220.000 một gói đó nha. Em ở đây bán rồi không bao phí ship. Còn cái cơ gogo thì bữa nay nó còn 120.000 một hộp, cơm cát thì 220, còn cái gói alpha con 1kg thì nó 300.000, và cái gói 100g này nó 50.000. Thì anh em nào 1-2 cây nhỏ lẻ thì mua gói nhỏ thì cứ alo em ha, muốn xài gói lớn thì em đã đưa cái giá này rồi. Anh em nào có vô xem kênh của em thì biết bữa nay em đã là mua ngay đúng gốc đúng ngọn rồi, thì cái giá nó vậy đó. Anh em nào có ủng hộ em thì ủng hộ. Bây giờ em có nghe em nó hỗ trợ nó bán phân thuốc thì em cũng bán giúp cho nó thôi. Còn như quay cho anh em xem cái cây mai phôi này, nó cái phục hồi mai chi nè, bữa nay 10 ngày 8 ngày ngày hôm qua anh tưới, anh em biết không, đó là tưới cái nước thuốc đó. Bởi nhiều anh em vô nói là bình luận tùy theo cây mai nó si nó yếu, không có đâu anh em. Cái thuốc nào đậm đặc hơn, nó mắc tiền hơn thì nó phải mạnh hơn, nó mau ra tược hơn. Chứ anh đừng có nói là em cái này cơm cát gogo rồi bữa nay đúng một tuần tứ cử thứ hai rồi nó bị lớn vậy đó. Bữa nay nó nhúm đầu tược cái cây này, còn cái này 8 ngày thì nó đi cái tược bị lớn vậy. Bởi em nói anh em á, cái thuốc kích ghễ nó cũng nhiều loại kích ghễ lắm, và ăn thua cái cách người phối thôi. Cái nào nó đậm đặc hơn, nó mạnh hơn thì nó mau đi tược hơn, còn cái nào nó yếu hơn thì nó 10 ngày nó mới đi tược, còn cái nào mạnh hơn thì 7 ngày, cái nào mạnh hơn nữa 3 ngày 4 ngày. Đó, em nói vậy cho anh em hiểu, chứ đừng nói suy nghĩ cái nào nó cũng hay. Biết rằng cái kích ghễ nào cũng hay, nhưng mà ăn thua cái thời gian, cái nào nó đi sớm, cái nào đi trễ nè. Cái mai này nè, bữa hổm nó ra nó quéo lá nè, anh em thấy không, nó mà em tưới cái bộ phục hồi mai chi thì bữa nay nó đâm cái tược này lại nó mạnh lại. Cho anh em thấy, chứng minh thấy luôn là phục hồi mai chi đó, nó này nó đâm nó tược này là biết, chứng tỏ nó lên nó đi trở lại rồi nè. Còn nó quéo nè, anh em thấy không đó. Rồi cũng để chia sẻ với mấy anh em, không phải em quảng cáo thuốc gì, em thấy xài tốt em mới chia sẻ cho anh em. Thì anh em nào muốn xài thì cứ alo em. Em mua về mắc tiền, em phối cái thuốc mắc tiền mà cây mai nó đạt hiệu quả thì em phải bán cái giá mắc. Nói anh em biết mà, tiền nào của nấy, cái loại nào nó tốt thì nó phải mắc tiền hơn, cái loại tốt hơn. Còn cái nào rẻ, em nói thí dụ như Super Thai đi, anh em thử đi, anh em mua Super Thai coi nhiêu, phải ra cái chai nửa lít khoảng 1 triệu lẻ mấy chục ngàn không. Còn tại sao em xài, anh em xài là nó có chứ, nửa lít là 500ml. Còn anh em thử mua thằng Atunis đi, 500ml Atunis có 500.000. Tiền nào của nấy, thằng nào mạnh hơn thì cái giá nó cao hơn, thằng nào yếu hơn thì giá thấp hơn. Em nói với anh em vậy. Anh em dưới anh em phối, em phối này anh em suy nghĩ đi. Anh em mua cái hũ hàng cơm cát như thí dụ 280 đi, như mua thị trường ở Sài Gòn đi, rồi á thằng gogo là 150, hai thằng đó anh em phối lại là nó ra nhiều 430.000 mà nó pha được 200 lít nước. Còn của em 1 lít phân phục hồi mai chi của em, anh em pha được 500 lít nước, nó 400.000. Thằng nào ghẻ thằng nào mắc, em nói cho anh em hiểu vậy đó. Thằng nào ghẻ thằng nào mắc. Thằng kia nó 430.000 pha 200 lít nước, còn em 400.000 pha được 500 lít nước. Thằng nào ghẻ hơn, thằng nào mắc hơn đó. Còn em nói như thằng Atunis đi, cũng kích ghẻ ha nó. Bây giờ anh em xài một bình thằng đó, một gói là 10.000, pha được 16 lít nước một mình nó, mà trong đó nó chỉ có kích ghẻ thôi. Còn trong đây của em nè, vừa có nè chống úng ghẻ, nghẹt ghẻ, vừa có hữu cơ, vừa có humic. Bây giờ á, 30 gói của nó là anh em mua 300.000 đi, nó 480 lít nước, mà nó chỉ có thằng kích ghẻ, có thành bằng kích ghẻ không à. Còn của em có gì,
có humid nè, có chống úng rễ ngạt rễ nè, cho có đi tược nè, có giải độc hữu cơ nè, có cân bằng độ pH nè, chống thiếu đầu rễ nè, chống ngạt rễ nè, bảo vệ rễ tơ nè. Anh em biết bao nhiêu hàm lượng trong đó mà nhiều anh em nói mắc rẻ kệ anh em. Nó tưới nay hôm qua tưới cử phục hồi mai chi em nữa, nay nó đi đây lên đây luôn nè, ở đây nó đi mạnh luôn nè, cho anh em xem đó. Kệ nhiều anh em ai nói gì nói, nhưng mà anh em không có hiểu. Nhiều anh em mà nào mà vô bình luận trái chiều em á, anh em đâu hiểu đâu. Người ta phối á cái loại thuốc đó, nói thẳng với anh em phối cái loại thuốc này là từ kỹ sư nữa của công ty thuốc này nó chia ra cho em, nó bán cái can cho em công phục hồi mai chi à. Nhưng mà em giờ em nói muốn mạnh hơn để chăm sóc mai phôi cho nó mau đi tược, nó mau ra rễ cám, người ta mới nói là phải cộng thêm cái đó bao nhiêu gói đó nữa, chứ không phải em tự phối đâu, kỹ sư nó phối cho em đó, của công ty phân thuốc mà của UANA của Mỹ đó, nó bên kỹ sư nó tư vấn cho em đó. Nếu anh muốn mạnh thêm nữa thì anh phải phối thêm vậy 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 đó, rồi em mới chia sẻ cho anh em, chứ em là quỷ hay gì mà em là tay ngang cũng như anh em đâu phải là kỹ sư đâu mà biết. Rồi cái clip này bữa nay cũng chia sẻ anh em nói hơi nhiều, nhưng mà chia sẻ nó thật lòng để cho anh em hiểu, chứ không phải là em mua bán mắc gì anh em. Mua giá rẻ thì em chia lại anh em giá rẻ, mua qua trung gian thì giá mắc thì em mới chia lại cho anh em giá mắc. Anh em nào thì có thích ủng hộ em thì ủng hộ, còn ấy thì thôi, em không cũng không bắt buộc. Rồi xin chào tất cả anh em, chúc anh em một buổi chiều thật nhiều sức khỏe. Nay đang bão nữa, không biết hồi em phun thuốc được hay không nữa. Rồi xin chào tất cả anh em xin chào.